Chủ nhật là một tác phẩm nghệ thuật số tinh tế, lấy cảm hứng từ cánh cửa chạm khắc hình dấu tại chùa Keo, Thái Bình. Một kiến tác chạm khắc gỗ thế kỷ 17 được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam. Tác phẩm này là lời tri ân sâu sắc đến giá trị biểu tượng và kỹ nghệ điêu khắc bậc thầy của nghệ nhân xưa với chủ đề Song Long Chầu Nhật. Xin mời những tràng pháo tay của quý vị ạ. Điểm đặc sắc của cánh cửa chùa Keo chính là lớp lớp chạm khắc, nhiều lớp phức tạp, nhất là các thứ con thân rồng. Tác phẩm số trên đồ này tái hiện sự phức tạp ấy qua kết cấu siêu thực, những lớp họa tiết xếp tầng, tạo chiều sâu đa tầng, tựa như gỗ được chạm khắc tinh vi. Các đám mây hình lửa trong cánh cửa gốc được biến tấu thành những xoáy trừu tượng với hình ảnh các sinh vật ẩn hiện, tượng trưng cho sấm chớp và sự thịnh vượng. Và thưa quý vị, tác phẩm lụa Song Long Chầu Nhật là một bản giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, tôn vinh nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Đây là lời mời gọi để chúng ta khám phá di sản truyền thống và lăng kính đổi mới của nghệ thuật đương đại. Song Long Chầu Nhật. Thiết kế tiếp theo lấy cảm hứng từ tượng Phật Bà Quan Âm chùa Hội Hạ, một bảo vật quốc gia mang giá trị văn hóa và tâm linh to lớn. Thưa quý vị, tác phẩm này tôn vinh lòng từ bi qua từng chi tiết điêu khắc tinh xảo. Tượng được chế tác từ thế kỷ 16 là biểu hiện sống động của vẻ đẹp trong nghệ thuật Việt Nam và chiều sâu triết lý Phật giáo. Truyền thống này thành một ngôn ngữ mới để diễn tả vẻ đẹp.
và chiều sâu của văn hóa Việt Nam, gắn kết di sản với sáng tạo. Trong quá trình tái hiện, tầm nhìn này có thiết kế vườn lên, nhưng họa tiết đối xứng, biểu tượng, trừu tượng, công hình ảnh trung tâm huyền bí được tạo nên từ vỏ trứng như một lời gợi nhắc tinh tế đến di sản của Nguyễn Gia Trí. Và thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy những thiết kế được thể hiện qua sự thể hiện của các người mẫu nam và nữ. Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại còn thể hiện qua các hiệu ứng pixel hóa và sự nhiễu hình ảnh trong thiết kế kỹ thuật số, một cách ẩn số tinh tế cho cuộc đối thoại giữa hai thế giới. Giống như cái cách mà Nguyễn Gia Trí đổi mới nghệ thuật sơn mài, tác phẩm này hòa quyện kỹ thuật số, mở ra một trải nghiệm độc đáo, nơi cổ điển gặp gỡ hiện đại, nơi hình ảnh sống động hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa. Với niềm chiêm ngưỡng từng thiết kế trong bộ sưu tập Khơi Dậy Tinh Hoa Nối Dài Di Sản, quý vị có thể mở một cuốn sách nhỏ mà chúng tôi cũng đã đính kèm ở trong túi quà dành cho mỗi quý vị để có thể hiểu hơn về từng thiết kế đang hiện diện trên sân khấu lúc này. Thiết kế tiếp theo, thiết kế Tuổi Xuân, lấy cảm hứng từ tác phẩm Hai Thiếu Nữ Và Em Bé của họa sĩ Tô Mộc Vân, nhưng mang một góc nhìn hoàn toàn mới lạ hiện đại. Nếu như bức tranh gốc thể hiện vẻ đẹp dung dị của đời sống Việt Nam qua hình ảnh hai thiếu nữ và đứa trẻ bên khung ảnh yên bình, thì Tuổi Xuân đưa chúng ta vào một thế giới của thiên nhiên thông qua kính vạn hoa. Không còn hình bóng con người, thiết kế sử dụng các yếu tố tự nhiên như lá, hoa và cây cỏ, tạo thành họa tiết hình học đối xứng trên nền sáng. Miền Bắc của danh họa Dương Bích Liên là một bước chuyển đổi độc đáo, tái hiện tinh thần lịch sử qua hình ảnh hoa hướng dương đối xứng. Trong tranh gốc thì Dương Bích Liên khắc họa hình ảnh Bác Hồ bình thản bên con ngựa giữa thiên nhiên hùng vĩ Việt Bắc, tượng trưng cho sự giản dị kiên cường và gắn kết với quê hương. Còn với thiết kế mới này thì hình ảnh Bác Hồ được chuyển hóa thành họa tiết hoa hướng dương cân đối, các màu xanh và vàng của bức tranh gốc vẫn hiện hữu, giữ nguyên tinh thần kiên cường trường tồn nhưng mang hơi thở hiện đại. Của bộ sưu tập Khơi Dậy Tinh Hoa Nối Dài Di Sản lần này đến từ thương hiệu Đề Siêu, cùng sự thể hiện của các người mẫu đến từ công ty người mẫu Vinfast, đó là có sự song hành của các người mẫu nữ và người mẫu nam trên cùng một ý tưởng thiết kế dành cho áo dài nam và nữ. Sự hòa quyện giữa các sắc thái sáng tối tạo chiều sâu cảm xúc, vừa tôn vinh lịch sử vừa tượng trưng cho sức mạnh gắn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, sau sự rực rỡ của thiết kế ánh dương thì ngay lúc này xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng mẫu thiết kế trừu tượng Đoàn Kết, được lấy cảm hứng từ tác phẩm Lễ Kết Nạp Đạc ở Điện Biên Phủ của tác giả Nguyễn Sảng. Một sự chuyển hóa đầy ý nghĩa từ một khoảnh khắc lịch sử sống động sang biểu tượng bất diệt của đoàn kết và sự kiên cường. Trong bức tranh gốc thì các chiến sĩ tập trung trong chiến hào tay trong tay, thể hiện lòng trung thành với lý tưởng cách mạng. Còn phiên bản trừu tượng của tác phẩm lại giữ đến tinh thần đó nhưng nhấn mạnh tính tập thể vô danh thông qua các hình khối, hình học và họa tiết đan xen, tôn vinh mối liên kết bền chặt giữa con người cùng chung lý tưởng. Và xin mời quý vị sẽ cùng dành tràng pháo tay cho thiết kế tiếp theo đang xuất hiện trên sân khấu. Hình ảnh Thánh Gióng, vị anh hùng trong truyền thuyết, quân binh trở thành chiến binh khổng lồ để bảo vệ quê hương, được tái hiện một cách độc đáo vừa giữ nguyên tinh thần phong cách của Nguyễn Tư Nghiêm, vừa nhấn mạnh vào chi tiết chiều sâu và sự đối xứng,
làm nổi bật sức mạnh huyền thoại của tác phẩm. Phiên bản trừu tượng huyền thoại là sự tái hiện tinh tế và mạnh mẽ, kết hợp phong cách lập thể của Nguyễn Tư Nghiêm với họa tiết văn hóa Đông Sơn. Vâng, thưa quý vị, vẫn tiếp tục là thiết kế thánh sóng trên phiên bản của một người mẫu nam đến từ công ty người mẫu VFast. Hình tượng thánh sóng được thể hiện qua các hình khối hình học vừa vân mạnh vừa liên kết, tạo cảm giác chuyển động đầy uy lực và tinh thần chiến binh bất diệt. Thưa quý vị, khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập khơi dậy tinh hoa đối giải di sản, chúng tôi tin rằng đó không chỉ là cảm nhận về những vẻ đẹp trong thiết kế, trong sáng tạo, mà chúng ta có thể hình dung được những câu chuyện của lịch sử cũng đang dần hiện diện trên sân khấu lúc này. Và thưa quý vị, xin giới thiệu siêu mẫu Hạ Vy cùng các người mẫu trong công ty người mẫu VFast. Cho thiết kế tiếp theo, phiên bản trừu tượng số từ Em Thúy là sự chuyển hóa tinh tế mang vẻ đẹp dịu dàng và ngây thơ của cô bé Thúy qua hình tượng hoa lan trắng. Bước chân rung gốc của Trần Văn Cần với ánh mắt ngây thơ và dáng vẻ e ấp này được biểu đạt bằng hình ảnh hoa lan thanh nhã, giữ trọn nét thuần khiết và mềm mại vốn có của nhân vật. Hiện bộ sưu tập khơi dậy tinh hoa đối dài di sản hôm nay, những người mẫu đến từ công ty người mẫu VFast. Và có một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ đến cả thể quý vị về chất liệu sử dụng để tạo nên bộ sưu tập khơi dậy tinh hoa đối dài di sản này. Chất liệu bảo lộc siêu núi đại hòa. Để siêu tự hào giới thiệu đến quý vị những thiết kế áo dài nữ tính với chất liệu lụa tơ tằm lỏng chéo từ bảo lộc siêu, một thương hiệu có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp vải tơ tằm cho các hãng thời trang lớn tại những kinh đô thời trang danh tiếng như Ý, Pháp. Sự tinh tế và chất lượng vượt trội của lụa bảo lộc đã được các nhà thiết kế quốc tế đánh giá cao, và đề siêu luôn tự hào vì đã đồng hành cùng bảo lộc siêu từ những ngày đầu thành lập. Quý vị cũng có thể thấy những thiết kế áo dài nam đầy mạnh mẽ và cá tính được tạo nên từ chất liệu đuối tơ tằm từ thương hiệu Đuối Đại Hòa, được kế thừa và phát huy từ gia đình có truyền thống làm nghề đuối tằm. Với hơn 100 năm kinh nghiệm, Đuối Đại Hòa đã tạo dựng danh tiếng trong việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật dệt đuối truyền thống. Một sự đặc trưng khó có thể nhầm lẫn giữa đề siêu và những mẫu thiết kế mà chúng ta thường thấy, đó là luôn có sự kết hợp cùng với những thiết kế khắc lụa trực tiếp trên phiên bản áo dài mà các người mẫu đang mang. Sự kết hợp này tạo nên sự đồng nhất cho từng thiết kế và giúp cho chúng ta có thể hình dung kỹ hơn về ý tưởng thể hiện của giám đốc sáng tạo Minh Phạm. Thank you.
lưu và đặc biệt là từ bộ sưu tập khơi dậy tinh hoa nối dài trên tảng ra mắt ngày hôm nay, thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng ngay cả với những loại trang phục khác. Vâng, đó là một điều vô cùng quan trọng đối với tính ứng dụng của mỗi bộ sưu tập.
đến từ thương hiệu Desil. Và xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón founder của thương hiệu Desil, chị Văn Hằng và nhà thiết kế, giám đốc sáng tạo Minh Phạm cùng công ty người mẫu VFast. Chúc mừng thương hiệu nội địa siêu và bảo tàng mỹ thuật Việt Nam vì một hành trình sáng tạo, và chúc cho bộ sưu tập ngày càng được đón nhận bởi những tâm hồn yêu nghệ thuật và say mê nét đẹp văn hóa truyền thống. Và thưa quý vị, một lần nữa xin cảm ơn quý vị về sự hiện diện đến với buổi lễ ra mắt bộ sưu tập khơi dậy tinh hoa nối dài di sản của thương hiệu nội địa siêu ngày hôm nay.